Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi tối hôm nay chúng ta hội thánh chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu với chủ đề đó là trả xong nợ tội. Yeah, tonight we celebrate the death of Jesus with the subject is pay all the debt. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Roma chương 5 câu số 8. Roman chapter 5 verse 8. Chúng ta đã được người dẫn chương trình đã cho chúng ta được lắng nghe. Yeah, we already been hearing this verse of Bible before. Và chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi tối hôm nay đó là trả xong nợ tội. And as you see in the board, the subject is he paid all. Chúng ta có thể xem thêm một câu kinh thánh khác. Xin mời máy chiếu lên giúp cho tôi ở trong sách Giăng đoạn 19 câu 30. Yeah, another verse of Bible is John chapter 19 verse 30. Giăng đoạn 19 câu 30. The book of John chapter 19 verse 30. Chúng ta đọc chung câu kinh thánh này. John 19 câu 30. Dạ, chúng ta cùng đọc. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Như là dẫn chương trình của người hướng dẫn cho chúng ta biết, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường thập tự giá, có thể đem lại sự cứu rỗi và giải phóng người ta. As we already know, the cross is the only thing that bring up to salvation of the Lord. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới và đã ban cho thế giới một cái quy luật. Yeah, God creating the world and creating our life and giving one rule. Một trong quy luật đó là quy luật gieo và gặt. It is the give and harvest rule. Và cái quy luật gieo và gặt này nó chi phối toàn thế giới. And this rule is affected. Cho dù chúng ta ở tôn giáo nào thì chúng ta cũng bị chi phối bởi cái quy luật đó. No matter who we are or what religious, we still apply this rule. Một quy luật nữa đó là nợ là phải trả. And another one is you have to pay your debt. Và nếu chúng ta trả còn thiếu một đồng thì cũng không ra khỏi tù được. And even we still haven't finished our debt, we will not. Có thể anh chị em cho ai đó rất là nhiều tiền. Maybe you give some, you offer something. Nhưng người đó sẽ không mắc nợ anh chị em. But that is not the debt. Nhưng nếu chúng ta mượn dù chỉ một đồng thì chúng ta vẫn là người mắc nợ. But if you take a loan, even a single penny, you are in debt. Đức Chúa Trời đã ban cho con người có cái quyền để quản trị công việc của tay Chúa làm. God gave human, which is us, have the authority to rule over everything. Nhưng mà con người đã không thực hiện đúng cái vai trò đó. But we did not keep that to ourselves. Thay vì vâng phục thì con người đã trở nên bất vâng phục. Instead of obey, we become rebellion. Và đối với sự bất vâng phục đó được gọi là tội. And that caused sin. Và tổ thù của tôi và biên bà chị em Adam và Eva đã phạm tội cùng với Đức Chúa Trời. And Adam and Eve has made the first sin ever. Và Kinh Thánh nói như thế nào về tội lỗi? And what does Bible say about the sin? Ở trong sách Roma chương 3 câu số 23 ghi như thế này. Roman chapter 3 verse 23. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Because everyone is a sinner, lack of the glory of the Lord. Và trong Roma đoạn 6 câu số 21, xin lỗi câu 23, cũng ghi lại. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho Đức Chúa Trời là sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. And also in the book of Romans chapter 6 verse 23, for the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sau khi loài người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã cung ứng cho con người sự cứu rỗi. After we make sin, God gave us Jesus Christ. Có một lời hứa dành cho con người để con người được cứu. One promise so that we can all be saved. Ở trong sách Ký chương 3 câu 15 ghi lại rằng dòng dõi của loài người, xin lỗi, dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp con rắn. Genesis chapter 3 verse 15, your children will step on the head of the snake. Trong khi đó thì Adam và Eva đã dùng một phương cách khác. But Adam and Eve they using a different way. Đó là họ đã dùng cái lá vả để kết thành áo để mặc cho chính mình. They using the leaf to make the clothes for themselves. Để che đậy cái sự lõa lồ của mình. To cover the naked. Cái sự lõa lồ đó chính là do tội lỗi mà họ nhìn thấy được. That naked is the sin that brings to them. Khi có người phạm tội, họ chạy trốn và Chúa hỏi rằng là Adam ngươi ở đâu? They run away from the Lord because of their sin and they acknowledge that. Adam nói rằng con nghe tiếng Chúa nhưng mà con trốn rồi. Adam said, I heard your voice. Con không dám nhìn Chúa. I hide away. I don't have the courage. Chúa hỏi ai đã chỉ cho ngươi biết điều đó? And God said, who showed you? Ngươi có ai cho ngươi rằng không nên ăn không? Who showed you you're naked? Và Adam đã nói gì bà chị em? And Adam said, người nữ mà Chúa để gần con đưa cho con và con ăn rồi. The woman you put beside me, she let me eat the. Thay vì nhận lỗi thì Adam đã đổ lỗi cho người khác. Instead of take responsibility, he blamed. Thay vì ăn năn với Chúa, đầu phục Đức Chúa Trời để nhận cái chương trình của Ngài, cái kế hoạch của Ngài. Instead of repent for the plan of God. Thì Adam và Eva đã chọn một cách khác, đó là kết lá vả để che thân. They choose another way is using the. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay cũng giống như vậy. And society today is also like that. Thay vì chọn Đức Chúa Trời để Ngài có thẩm quyền để tha thứ và chỉ duy nhất một mình Ngài có quyền tha thứ mà thôi. Instead of going the path of the Lord for salvation. Thì họ lại chọn con đường khác, đó là chọn con đường khước từ Ngài và chọn cái cách
của mình để nghĩ rằng theo cách của tôi sẽ được cứu. They choose the path of rejecting the law and doing their way is the best. Chúa Giêsu đã phán như thế này. Jesus once said, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. I am the truth and the path. Nothing without through me will be to come to the Lord. Và sứ đồ Phêrô cũng khẳng định ở trong sách Công vụ chương 4 câu số 12. And Paul also said that in the book of chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Nothing can save us by the name of Jesus Christ. Cho nên đối với Đức Chúa Trời, tội vẫn là tội. So with God, sin is sin, no matter what. Và tội chỉ được giải quyết duy nhất và chỉ duy bằng phương cách của Ngài. And the sin only been cleaned by only one way through the Lord. Cho nên dẫu con người có tốt cỡ nào đi chăng nữa, có làm thiện cỡ nào đi chăng nữa, thì trước mặt Đức Chúa Trời vẫn tội là tội. Doesn't matter how good or how best perfect life you have, sin is sin. Có thể trước mặt người ta sẽ thấy, người này tốt hơn, người kia tốt hơn. Maybe in human side they say this person is better. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì như thế nào bà xem? But with God, tất cả đều là gì? Tội nhân. All is sinner. Tất cả đều là tội nhân. All of us is sinner. Người phạm một tội cũng là tội. One sin is also sin. Mà người phạm 99 tội cũng là tội. 99 sin is also sin. Mà cái đó là gì? Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lack of the glory of the Lord. Nói một cách khác, loài người của chúng ta trên đất, dầu cho chúng ta có quyền thế hay là chúng ta là một người tu hành, thì chúng ta luôn luôn thiếu tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. In another way, we are always lack of the standard of the Lord. Mà trong một lời dạy của Giê-xu ở trong sách Ma-thi-ơ chương 5. In Matthew chapter 5. Chúa Giê-xu nói như thế này, chả còn thiếu một đồng cũng không ra khỏi tù được. Jesus said, even you still in debt of one single penny. Như vậy con người bị cầm tù ở trong cái tù nào ông bà chị em? So which jail is this? Tù nào ạ? Which jail? Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời ngài nhốt tất cả loài người ở trong tội lỗi. Bible said God keep people in sin. Nói một cách khác là cái tù đó chính là cái tù lương tâm. In another way, that prison is your bản thân của mỗi người đều nhận ra biết được rằng mình là một tội nhân. All of us acknowledge we are the sinner. Nhưng có thể đứng trước bao nhiêu người chúng ta có thể nói là gì? Tôi tốt hơn. But we might stand in front of the other and nhưng mà nói với Chúa thì Chúa nói gì? Tất cả đều là tội nhân. But God said you are sin. Như vậy mắc nợ thì phải trả. So you have to pay your debt. Con người không có cách nào để trả nợ này cả. And never have the way for us to pay our debt. Và chúng ta biết rằng xuyên suốt Kinh Thánh từ khi Adam cho đến thời của các tiên tri đều tìm nhiều cách để họ có thể trở nên công chính. And through all the Bible from Adam to the book of Revelation, we human find a way to repent ourselves. Đức Chúa Trời đã ban cho con người luật pháp của Ngài để con người làm theo luật pháp để nhờ đó được xưng là công bình. God gave us His law so that we can be called righteous. Nhưng mà cuối cùng thì con người có được xưng công bình bởi luật pháp không? But we cannot be called righteous through the law. Tôi dạy trường Kinh Thánh thì tôi có cho anh em một cái ví dụ như thế này, một cái hình ảnh như thế này. I give you an image or maybe an example for this. Đó là ở trong cái vườn Eden á, thì Đức Chúa Trời ban cho Adam và Eva có một cái luật thôi. In the Garden of Eden, God only gave them one rule. Và đó là trong môi trường vô tội. And that is no sin in that. Và Chúa ban một luật là gì? One rule only. Được ăn hết tất cả các cây trong vườn, nhưng riêng cây biết điều thiện và ác thì không được ăn đến. You can eat every single food except for that one. Nhưng Adam và Eva đã giữ được luật này không? But they cannot keep. Có một luật thôi mà giữ được không? They cannot keep even not không, once. Không giữ được, không giữ được. Nhưng cho đến thời của Noe, thời của Moses thì bao nhiêu luật ạ? But to the time of Moses, 10 luật. There's a 10 điều răn. Commandment. Và một luật mà khi chưa có tội mà còn giữ không được thì 10 điều thì giữ được không? So how can you keep 10 even though you cannot không keep được luôn. Never. Không được. Impossible. Và Chúa nói dẫu một người công bình cũng không. And God said even not single one is righteous. Cho nên Chúa Trời đã mang lấy cái nhiễm sắc thể tội lỗi. So we have the DNA of sin. Tất cả loài người được sanh ra đều mang nhiễm sắc thể tội lỗi hết. All of us have a sin we was born. Cho nên không ai có thể cứu ai được. So nobody can save the other. Cho dẫu người hiền lương có thể thay mạng của một người nhưng mà không thể cứu toàn nhân loại. You can only save one but not cho nên all. Đức Chúa Trời đã sai chính có một của Ngài là Giê-xu. So God sent Jesus for us. Ngài là trời và là người. He is the Lord and a human. Ngài không mang nhiễm sắc thể của con người. He didn't have the gene of vì human. Nhiễm sắc thể đó là nhiễm sắc thể của tội lỗi. Because that is the gene. Cho nên nếu Chúa Giê-xu được sanh ra bởi Adam và Eva hay là bởi người nam người nữ. So Jesus was born not by biology. Thì Ngài không có thể có khả năng được cứu ai hết. He cannot save anyone. Nhưng bởi vì Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh. But because he was born by the Spirit. Cho nên con thánh được sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. That's why he was called a son. Ngài mặc lấy xác của con người bởi vì con người phạm tội trong xác thịt. He had the flesh of human because we are human. Cho nên giải pháp duy nhất đó là Chúa Giêsu vừa là trời vừa là người. So the only solution is he also the Lord and the human like us. Và Ngài sống cuộc đời như con người. And he lived his life just like us. Và chịu hình phạt trên xác thịt này. And take the punishment on the flesh. Khi nãy chúng ta xem vở kịch.
Mặc dầu đó là những cái rối giả. We just see the act and you, the whip maybe is not real. Nhưng chúng ta biết rằng cái roi mà ngày xưa lính La Mã mà đánh Chúa Giêsu nó kinh khủng lắm. But you should know this, the whip that Jesus been beaten is more. Nó được gọi là roi da bò cạp. It's called scorpion whip. Cái roi đó, cái cán nó bằng, nó cầm bằng cái cây, nhưng mà phía cái đuôi của nó là dây da, một cái tua. The handle is a stick, but it has a long whip, and at the end it has a hook on it. Và cuối mỗi cái tua đó là một cái móc sắt. But not only one whip, many on one. Nếu là cây roi tre chúng ta đánh vào chỉ có một cái vết hằn lên thôi. If you're using the stick, there's only one line on the flesh. Nhưng roi da bò cạp khi mà đánh vào thân thể của con người. But if you're using the scorpion whip, cái dây da đó nó sẽ quấn vào lấy con người. It will hook into your flesh. Và cái đuôi nó tưởng tượng giống như là nhiều cái móc sắt như móng tay của chúng ta này. Just like the claw of an animal. Và khi cái người đánh nó họ rút cái roi lại. And when the whip is taken thì out, thì mỗi móc sắt đó nó bấu vào trong người và nó kéo và da và thịt đi ra. Each of the hook will tear out every. Và như vậy máu nó chảy ra. And the bleed. Mà không đối với luật của người Do Thái, đánh không phải là một roi. And the law of Jewish not only one. Mà đánh 39 roi. 39. Mỗi một roi như vậy rất nhiều móc sắt. Each of one is many. Thì mà chị em tưởng tượng rằng cái móc sắt đó trên người của Chúa Giêsu là bao nhiêu cái vết hằn vậy? So you imagine how many hooks on Jesus have to taken. Và Kinh Thánh nói như thế này. Bible said. Vì có tội lỗi chúng ta mà Ngài bị vết. Because of our sin he. Vì sự gian ghét của chúng ta mà Ngài bị thương. Because of our sin. Bởi sự sửa phạt đáng lý chúng ta chịu nhưng mà Ngài chịu, chúng ta bình an. By the punishment we are. Và bởi lần roi của Ngài đó chúng ta được chữa lành. And we've been healed through his sacrifice. Và tôi không biết là bao nhiêu cái lằn roi ở trên thân của Chúa. And I cannot count how many whip on his nhưng body. Nhưng tất cả lằn roi đó. But all of that. Kinh Thánh nói là một điều. Bible said one thing. Ngài đã trả xong nợ tội cho tôi và mà chị em rồi. He paid all the debt for us. Ngài đã trả xong rồi. He paid it all. Ngài đã trả xong rồi. Every single one of us. Amen. Amen. Nếu chúng ta chưa đủ tin điều này, chúng ta chưa được sự tha thứ. If you don't have faith in this, you cannot be salvation. Bởi vì không thể bằng khả năng của chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ. Because cannot be on our own, we've been saved. Nếu chúng ta có thể được tha thứ bằng các khả năng của mình, thì Chúa Giêsu không cần phải đến. If we can save our own, Jesus don't have. Nếu chúng ta được xưng công mình bởi khả năng của mình, thì Chúa Giêsu không cần phải chết. If we've been called righteous by ourselves. Cho nên chúng ta nói gì? Chúa Giêsu ngài ở trên thập tự giá và ngài nói mọi sự đã được chọn. Therefore, Jesus on the cross said everything is done. Trong tiếng Anh dùng cái từ là finish. It's finished. Kết thúc hay là xong rồi. Which means it's ending. Rất là đơn giản, rất là ngắn gọn. Nothing more to do. Bây giờ tôi xin hỏi quý bà chị em. Let me ask you a question. Xong rồi là thế nào? What is done? Xong rồi là thế nào ạ? What do you come define done? Là hoàn thành. Or finish. Xong rồi là gì nữa? Kết thúc. Which means it's ending. Thí dụ như hai người yêu nhau rồi bắt đầu cái giận nhau cái này. Xong rồi. Kết thúc. For example, a couple love each other and till the time they said it's done, we break up. Từ xong rồi trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp nó nghĩa như sao? The word finish in Greek meaning like this. Từ nghĩa thứ nhất nó là hoàn thành. The first is complete. Thứ hai là được, đã được thực hiện. Which means it's been done. Thứ ba là kết thúc. And the third meaning is finish. Thứ tư là ending. Giải quyết một cái món nợ. And the fourth meaning is solve the debt. Thứ năm là hoàn thành công việc được giao. And minimum five is complete the mission. Thứ sáu là hết hạn rồi. And the sixth meaning is the period. Thứ bảy là đã trả tiền để chuộc. And the seventh one is the debt have been paid. Và nghĩa thứ chín đó là đã thực hiện xong. And the last one is have been done. Cái từ trả xong nợ tội nó cho chúng ta một cái ý nghĩa sâu sắc hơn. The word pay the debt for us is have deeper meaning. Ngài không trả bằng tiền. He didn't pay by money. Bởi vì tiền không thể mua được linh hồn. Because money cannot buy your soul. Mà Chúa Giêsu đã từng nói là gì? Không được làm tôi hai chủ vì ghét người này yêu người kia. And Jesus said you cannot be the slave for two persons. Cho nên Ngài đến Ngài không dùng tiền để mua linh hồn. Therefore he did not use money to buy your soul. Và nếu ai đó dùng tiền để mua linh hồn hay là mua sự cứu rỗi hoặc là mua ân tứ của Chúa thì cũng không được. So which means money is nothing compared to. Một ngày kia một người tên là thuộc sĩ Simon. In the Bible, there's one person. Ông thấy Phêrô và Giăng đặt tay lên những môn đồ mới để được đầy dẫy thánh linh. That man is called Simon. Ông ấy móc tiền ra và ông đưa cho Simon, cho Phêrô. He using money he gave to Peter. Đây tiền của tôi đây, anh hãy cho tôi cái quyền giống như vậy đi. He said to Peter, I give you money. Để tôi đặt tay lên ai thì người đó cũng được đầy dẫy thánh linh. So that whether I whoever I lay. Peter trả lời như thế nào bà chị em? Tiền bạc người hư mất với người đi. And Peter said, your money is vì không thể nào lấy tiền để có thể mua được sự mua được những điều của Chúa. Because you cannot use the money to buy the authority. Cho nên chúng ta có tư tưởng rằng tôi có tiền, tôi có quyền và tôi có tất cả. So get rid of the mind that I have money, I have power. Người ta đã tôn cao tiền như sao? They
admire money. Tiền là tiên là Phật. Money is everything. Dạ, xin lỗi bà chị em, đây là những mục sư tương lai. Hồi nãy khi có những các em thiếu nhi múa thì các em đứng ở dưới nó cũng múa theo. Những người mà đánh đàn hồi nãy cũng là những người mà từng nghe giảng mà chạy long nhong long nhong nhong rồi nằm lăn như vậy đó. Mà giờ lên đứng đây đánh đàn là đáng mừng. Yeah, us once were children, but don't worry, you will. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Amen. Người ta đã tôn cao cái tiền như là một cái vị thần vĩ đại. They turn money into idols so that they can worship. Và đó là có thể bỏ tiền ra mua được mọi thứ. You can use money to buy everything. Nếu như không mua được, if you cannot buy it with money, thì phải mua bằng rất nhiều tiền. You can buy it with a lot of money. Và người ta tôn trọng được tiền như thế. And they put money on themselves. Nhưng cho dẫu tiền có thể mua bất cứ cái gì trên trần gian này. But there's one thing money cannot buy. Nhưng sự cứu rỗi thì không. It is salvation for us. Đặc biệt sự cứu rỗi thì không có mua bằng tiền được. The salvation is the only. Thế thì sự cứu rỗi mua bằng gì mà chị em? So what is it? How to buy? Mua bằng đức tin. Amen. You buy with mua bằng faith. Đức tin. Chỉ cần thả lòng xuống và nó rằng Chúa ơi, con tin Ngài làm cứu Chúa của con. You earn the salvation by thì your faith cứu with rồi. God. So you been saved. Chiều Chủ nhật vừa rồi sau khi nhóm xong. Last Sunday after the vợ chồng tôi, mẹ vợ tôi cùng em vợ tôi đi về Đà Nẵng. Me, my wife and my mother and my sister-in-law came to bắt đầu tôi rời Sài Gòn lúc 6 giờ 20 phút. We leave the house at 6:20. Chúng tôi đã tới Cam Ranh lúc đó 11 giờ rưỡi. And we came to Cam Ranh at 11:30. Chúng tôi ngủ tại đó. Sáng hôm sau chúng tôi đi về Đà Nẵng và 9 giờ 30 tối chúng tôi tới Đà Nẵng. We sleep for a night and we continue on morning and we came to Đà Nẵng in 9:30 p.m. Tôi đi trong chuyến này nó có một cái sứ mạng. I have a mission when I start the journey. Tôi rất là cưu mang bên vợ của tôi. I very take care of my family. Các cậu, các mợ, các dì, các dượng của chúng tôi đều đã từng nghe về Chúa. And the aunt, the uncle, every single one of my wife family. Nhưng có thể nhiều lý do cho nên chưa có tiếp nhận Chúa. But for many reason they have not. Và bản thân của tôi cũng từng làm chứng nhưng mà cũng chưa có kết quả. I did spread the gospel with them but they haven't. Năm 2020 tôi và mục sư Tuấn đi ra thì chúng tôi có làm chứng cho dì thứ 10 của tôi tin Chúa. 2020 me and Pastor Tuấn we spread the gospel. Năm vừa rồi thì mẹ tôi và em vợ tôi đã làm chứng cho dì thứ 8 tin Chúa. Last year my wife spread we have the faith of the aunt number 8. Nhưng lần này khi mà biết cậu tôi bị bệnh và tôi đã cầu nguyện cho đến khi lòng tôi thôi thúc cực kỳ mạnh. And in this journey one of my wife's uncle is sickness and he has to be in the hospital. Và chúng tôi quyết định đi. And we decided to go pay him a visit. Chúng tôi đi thẳng vào bệnh viện lúc 9 giờ 30 tối. We go straight in the hospital at 9:30 p.m. Và tại đó chúng tôi làm chứng cho cậu tôi ở đó. And I give him Jesus that và night. Đang làm chứng cho cậu tôi thì vợ tôi lại bước qua làm chứng cho mợ của tôi. And in the middle of that, my wife came to hear my uncle, the uncle wife. And và khi tôi làm chứng thì cậu tôi lắng nghe, cậu tôi lắng nghe rất là chăm chú. He listened very carefully. Tôi nói khi nào mà cậu đồng ý tin nhận Chúa thì con mới cầu nguyện cho cậu. I said that if you accept Jesus, I còn only nếu cậu pray for you at that moment. Thì con không cầu nguyện. But if you're not accepting, con chỉ đến thăm cậu thôi và con sẽ trở về. I only pay visit and I will go home. Và sau khi khoảng độ 10 đến 15 phút tôi nói làm chứng. After about 10 or 15 minutes, thì cậu tôi mới nói con cầu nguyện cho cậu đi. He said, please pray. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cậu tôi đã đồng ý tin nhận Chúa Giêsu ngay trên giường mình. And he accepted Jesus at that. Sau đó mợ của tôi cũng bước qua và tôi lại tiếp tục nói cho mợ tôi và mợ tôi cũng tin nhận Chúa. And his wife also take his cảm ơn Chúa. Tối đó chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi. That night we back to the hotel. Chúa nói công việc của con xong rồi. And God said to me, your job is done. Và tôi nói với mẹ tôi, với em của tôi nói rằng xong rồi. And I tôi nói my xong wife rồi. And my mom có nghĩa là công việc, mặc dù đi rất là vất vả, đi rất là vừa tốn kém, vừa vất vả, vừa bị phạt trên cao tốc nữa. Even though it was a long journey and we cost a lot of money and everything, even we got a ticket. Anh chị em biết mà vi phạm trên cao tốc phạt nặng lắm. Và do vậy, tự nhiên cái điều có một điều an ủi cho tôi là gì? Một linh hồn nguyên cả thế giới. But I peaceful feel. Hallelujah. One soul is better than everything. Không sao cả, có bị phạt nhưng mà có được cứu là được rồi. Pay all of that for one soul. Dạ, chúng tôi tiếp tục cứu mang bên vợ tôi còn những cậu những gì nữa. And we will continue to spread the gospel with chúng tôi muốn family. Được để các cậu các chị của chúng tôi sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời cùng. We want all of them to have the same faith. Chúa Giêsu nói rằng là nếu chúng ta được cả thế gian này mà mất linh hồn thì có được hưởng gì? Jesus said if you have the whole world but you lost your soul there's nothing to không gì có thể đổi linh hồn được. Nothing can save yourself. Cho nên cái linh hồn của chúng ta là cực kỳ quan trọng. So và chúng ta được cứu hay không chỉ lúc chúng ta còn đang sống mà thôi. So your soul is the most valuable thing to God. Cho nên Chúa Giêsu ngài đã trả giá cho chúng ta để chúng ta được
để được được cái gì? So God, Jesus Christ, he paid everything. Nếu chúng ta chỉ biết rằng Ngài trả cho chúng ta để chúng ta được cứu linh hồn mà thôi. If we only acknowledge that he saved our soul. Thì tôi và chị em chỉ được cứu linh hồn. We only save. Nhưng mà trong giá của sự cứu chuộc thì không hề nhỏ. But he not only paid that for us. Vì trong giá của sự cứu chuộc đó bao trùm tất cả. By his own life for us. Ngài đổ huyết ra đến giọt cuối cùng để chuộc tôi và anh chị em. He poured out the blood every single drop for all of us. Và trong cái sự trả nợ này cho tôi và chị em. And is this debt? Điều quan trọng nhất đó là nợ tội mà tôi và chị em phạm tội với Đức Chúa Trời. The most important thing is the debt of sin. Kinh Thánh nói tội có nhiều loại tội khác nhau. Bible says there are many sins in this world. Nhưng được chia làm hai loại. But it's separated into two types. Đó là nguyên tội và kỹ tội. Nguyên tội và kỹ tội. Nguyên tội là tội tổ phụ và kỹ tội là tội cá nhân. Okay. So it's separated into two types, which is your ancestor sin and your self sin. Vậy thì tất cả mọi người được sinh ra trên dưới trời này đều mang một cái tội, đó là tội gì ạ? So when we was born, we have one type. Đó là tội của tổ phụ. Which means your ancestors. Hay gọi là nguyên tội. Yeah. Và những cái công việc làm của chúng ta trên đất khi chúng ta bắt đầu hiểu biết. And when we begin to acknowledge ourselves. Và chúng ta có cái ý chí tự do để chúng ta quyết định. And we have our own freedom to make a choice. Điều đó được gọi là kỹ tội. And that turned into our sin. Nhưng mà cái kỹ tội đó nó không giết cái linh hồn của mình. But you, the sin of yourself cannot kill your soul. Cái nguyên tội mới là tội giết linh hồn. The sin of the, your ancestor is the one that kill your soul. Cái tội mà được biết rằng trong lương tâm chúng ta biết rằng có Đức Chúa Trời nhưng mà chúng ta không tin Đức Chúa Trời thì đó mới là tội dẫn đến sự chết. The fact that you believe, you know that God died for you, but you cannot believe in him, that's make your soul been killed. Cho nên một ngày Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ và Ngài giới thiệu về đấng y mũi. Therefore, God once told to the apostle, and he said. Chúa Giêsu nói rằng khi nào Thánh Linh đến thì Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi. When the Spirit come, he will show you the path. Về thứ hai là về sự công chính. About the righteousness. Thứ ba đó là về sự phán xét. About the judgment. Và Chúa Giêsu cũng giải thích luôn. And God also explained that for us. Để chúng ta không đóng bọt, đóng già đóng non. So we don't have to make a guess. Chúa nói tội là vì không tin ta. He said sin because you did not believe in me. Tôi xin nhấn mạnh cái điều này, đối với Chúa tội là vì không tin Chúa. Jesus implied this. Đây là cái tội mà khiến cho con bà chị em mất sự cứu rỗi. Doesn't believe in me is a sin. Nhưng người sẽ nói rằng tôi tin có trời chứ. Some people say I believe there's a God. Tôi tin nhưng có trời nhưng mà chúng ta không có tin trời ở bên trong mà chúng ta tin trời bên ngoài. You believe that there is God but you cannot believe the God in your heart. Chúng ta tin rằng có trời nhưng mà chúng ta không tin và thờ trời. We know that there is God but we did not believe in him. Để nhận được sự cứu rỗi đòi hỏi chúng ta phải làm theo phương cách của Chúa. In order to earn the salvation you have to do the God's way. Phaolô nói như thế này. Paul said. Nếu lòng chúng ta tin the back room and he said. Anh không đi ra tới đây để cùng kinh ăn với thánh nội. He even cannot join with. Và tôi cũng có tôi cầu nguyện nhưng mà không có một cái gì xảy ra hết. I also came to him and prayed but there's no sign of healing. Cuối cùng thì anh đã trở về lại Gia Lai. And he came back to his home in Zalai. Sau đó thì anh mới gọi cho tôi để mà nói rằng là bây giờ xin thầy cầu nguyện cho em vì em đã biết cái căn bệnh của em rồi. And one time he called me and said, I have no what disease I have. Please pray for me. Tôi hỏi bệnh anh là bệnh gì? As what is that? Yeah, em bị S. And he said he been AIDS. Giai đoạn cuối. Last stage. Tôi hỏi, lý do gì tại sao anh bị nó? And I said how? Dạ do em đạp kim tim. Yeah, because I stepped on a needle. Tôi nói rồi tôi cầu nguyện cho anh. Nhưng khi tôi cầu nguyện thì tôi cảm nhận đó không phải là kim tim. And when I pray for him, I said, nó có một lý do khác. It doesn't feel it's a needle. Tôi hỏi anh, bây giờ tôi hỏi thật anh, là nguyên gì? Can you speak the truth? I want. Nói ra không phải là hạ tội. I didn't say to judgment you. Không phải là chúng ta định tội anh. I didn't give you the sin. Nhưng nói ra để cầu nguyện. But speak out so that I can pray for you. Vì chưa nói đúng cái tội đó. Because you didn't give me the. Kẻ thù nó tiếp tục kiện cáo. Mà cuối cùng anh đã nói ra cái tội của anh. And he take the, tell me the truth. Tôi nói tôi rất mừng vì anh đã nói ra cái tội của mình. And I said I'm glad that you speak the truth. Và bây giờ tôi và anh cùng nhau cầu nguyện với Chúa. And I pray for him. Chúng tôi cầu nguyện cho anh. We pray. Trong tuần trước tôi và bà tôi đi làm một cái lễ tang bất đắc dĩ. Last week we have unexpected funeral. Ở tại Gia Lai. Also in Gia Lai province. Từ Chư Sê đi vào 30 cây số nữa. Distance from this man house about 30 kilometers. Bà cụ là 95 tuổi, tôi có làm lễ vợ tôi có quay lên đó. Yeah, this lady is about 95 years old. Cái nhà dưới đất như là cái chòi vậy đó. Her house is nothing by just nhưng like a tent. Nhưng mà là người tin kính Chúa. But she is a Christian. Cho nên bà khinh cái nhà dưới đất này mà chọn cái nhà trên trời. Therefore she leave the house on earth and choose the heaven. Tôi và tôi đến làm cái lễ tang đó. We came to her funeral. Và khi vợ tôi quay lên thì anh biết là tôi đến. And my wife is like Raymond. Anh nhắn tin cho tôi mà nói là mục sư ơi, mục sư đến nhà của em.
And the man said, saw the video and said, nhưng mà từ chỗ tôi làm đám tang đến chỗ anh là 38 cây số đi ngược đi lên trên nữa. And he called me and said, please come to my house. Mà lúc tôi phải tranh thủ để về để mà ngày chủ nhật để thờ phượng Chúa ở đây. But actually I don't have time to come for him. Tôi hỏi có chuyện gì gấp không? And I asked him, what do you? Anh nói rằng là đến để em làm chứng. Does this emergency? And he said, I want vì khi cái căn bệnh đó em ăn không được và em đã số ký còn có bốn mấy năm chục ký thôi. Because of the sickness, I cannot eat. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bây giờ em đã lên được 62 ký rồi. I lost about 10 kilograms after the Hallelujah. After I've been healed. Em muốn làm chứng cho Chúa và anh dùng cái câu mà thiên sứ nói với lại Mary. I want you to heard my testimony. Không có việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. And he's using this verb. Ngợi khen Chúa mà chị em. Và chị em biết cái người mà bị HIV đó là khi nó đã không ăn được rồi là mòn mỏi và đi luôn. This man he cannot eat for months. Ở đây bao nhiêu người đã từng nhìn thấy mục sư Lê Minh Phương? How many of you here have seen a cái hình mà lúc mà ông nằm kế bên quan tài á. The picture which he's lying next to his. Và nó ốm hơn những người ốm ở đây. He lied to next to his. Nhưng mà sau đó ông tin Chúa. But when he believed in God, ông được chữa lành. He was healed. Ông cưới vợ. He's married. Và có con. And he have children. Bây giờ ông còn mập hơn tôi nữa. Now he even bigger than me. Mà nói rằng là đã chết rồi. And he said, I once dead. Nhưng bây giờ đã sống. But now I really và qua đời sống của ông hàng ngàn người đã được biến đổi. And through his life, many people came back to the Lord. Hallelujah. Cho nên đôi khi chúng ta hay chia ra là cái bệnh thông thường thì Chúa chữa lành, còn cái bệnh này thì Chúa khó chữa lành. Therefore, all my thing that some sickness God will heal. Nhưng some mà tôi nói bà chị em, chúng ta chỉ cần tin là được. But I want you to believe that God will heal you. Cách này đúng 3 tuần lễ. 3 weeks ago. Ở đây có ai ở Củ Chi hoặc Thánh Thái Mỹ xuống đây không? Whoever here in Củ Chi province. Hoặc Thánh Thái Mỹ. Yeah, Thái Mỹ Church. À, Củ Chi thì có mục sư Trà My thôi, nhưng mà Thái Mỹ thì không có. Thì tại chỗ Hoàng Thánh, chỗ Thái Mỹ thì mẹ của thầy dự tin Chúa, mà trước đây bà làm bên hội phụ nữ. The mother pastor you. Pastor you. Và bà không dám tin Chúa ở Củ Chi. And she doesn't have the courage to. Cho nên trong một lần thì bà đi cùng phái đoàn đi xuống Cà Mau. So she came all the way back to Cà Mau to believe in God. Và xuống tin Chúa ở dưới đó. And believe in God there. Cho nên cách đây 3 tuần thì tôi giảng ở tại Thái Mỹ. So 3 weeks ago I preached the gospel at Thái Mỹ. Và tôi có làm chứng về bà vì bà. And I using her as a testimony. Bác không tin Chúa ở đây nhưng mà bác tin Chúa xuống Cà Mau tin Chúa. So I pointed and said you did not believe in God in here but you bà mẹ nói thầy bật mí làm bí mật làm bật mí hết rồi. And she said why did you tell my secret? Tại vì lúc trước là bà đang còn ở trong đương chức. Because bác thật cho nên bà không dám tin Chúa sợ rằng là sẽ ảnh hưởng. She have a position and might. Nhưng mà bây giờ thì bà đã hưu rồi và bà tin Chúa. But now she understand and she believe in God. Trong đêm hôm đó. That night. Bà bị một cái căn bệnh. She have đã lâu rồi bị chèn dây thần kinh L4 và L5. Yeah, she have a disease in her spine and the nerves got some issue. Và vì chèn dây thần kinh đó cho nên cái chân của bà một bên là không đi tự nhiên được. And because of that disease, she cannot walk normally. Bà nói rất đau, không thể nào cầm cây chổi đi quét nhà được. She said I cannot take the mop to mop the house. Và khi mà tôi chia sẻ lời Chúa thì bà muốn cầu nguyện để được chữa lành. And she came to me and said, I want to be healed. Nếu anh chị em có muốn xem lại thì trên cái clip trên cái livestream của bên trang của vợ tôi. Yeah, on my wife cuối. Facebook did have that video clip. Thì khi tôi đặt tay cầu nguyện cho bạn. So when I lay hands and pray for her. Tôi cầu nguyện mà tôi đang truyền lệnh cho cái đốt sống của bà và cái hệ dây thần kinh nó phải hoạt động đúng chức năng của nó. I pray and I command for the spine and the nerve to come back to normal. Chúng tôi cho tôi một cái hình ảnh là có một con rắn nó trườn ở trên cái lưng của bà. God give me a vision that I see a snake. Và con rắn này rất nhiều màu. This snake is nó biến color. Màu từ màu này qua màu kia. It can rồi có lúc là nó lẫn lộn từ màu này qua nhiều màu ở trong một con rắn. Just like one snake but many colors. Và khi tôi đặt trên lưng của bà tôi cầu nguyện như vậy thì tôi thấy rằng nó chạy ra khỏi cái lưng của bà. And this snake is wrapped around her spine but when I pray this snake. Nhưng nó lại gone. Chạy trở lại. But it came back. Và tôi tiếp tục tôi cầu nguyện thì tôi thấy được rằng cái quyền năng có một cái ánh sáng ở phía trên cái lưng của bà. Và nó đi tới đâu ánh sáng đi tới đâu là cái đầu của con rắn nó tiêu diệt đến đó và nó ra khỏi thân thể của bà luôn. And the more I pray, there is a light that came up and burned that snake to ash. Và khi cầu nguyện xong thì bà đã cúi gập người xuống bình thường trở lại. And after I pray, she can bend down and touch her toes. Bà đứng thẳng lên, tôi nói bà cúi lần nữa, bà cúi xuống lần nữa. And she deal with for many times. Tôi hỏi sao rồi? And I said, how does you feel? Bà nói không có gì hết trơn. And she said, there's nothing hurt. Và sau đó là cái chân của bà cũng được chữa lành luôn. And her leg is also been healed. Với sự chữa lành đó, buổi tối hôm đó, con gái của bà cũng tin nhận Chúa. By that healing, her daughter accepted Jesus.
mà có một người nữa là một người làm bên thanh tra của chính phủ nhưng mà làm ở quận Tân Bình. There was another man that he the governor. Người này theo một cái môn phái gì đó mà cuối cùng là bị loạn thần. He having a different religious but is controlling his mind. Nhiều cái tiếng nói ở trong đầu của ông. He hearing voice in his mind. Ông nói rằng tiếng cõi trên nói chuyện với ông. And he said that is the voice. Chúng ta biết đó là tà linh. But it's the voice of the spirit. Và khi anh tôi nói anh lên này tôi cầu nguyện cho anh. And come here now we pray. Và sau khi cầu nguyện cho anh xong. After I pray. Anh về xuống dưới ngồi. He came back down. Tôi tiếp tục giảng và tôi cầu nguyện cho nhiều người. I keep on preaching and pray for many people. Sau khi kết thúc. At the ending. Anh nói cho tôi làm chứng. He said I want a testimony. Nãy giờ cái tiếng nói cõi âm cõi ma đó nó chạy mất hết rồi. After you pray with me the voice is gone. Hallelujah. Cảm ơn Chúa cho nên Chúa ngài trả nợ chúng ta không chỉ là sự cứu rỗi. Therefore the salvation is not the. Nếu bao lâu nay ông bà chị em chỉ tin rằng Chúa trả nợ chúng ta chỉ là cứu rỗi thôi. If you believe that God only give you salvation. Thì tiếc lắm. That is a little bit. Vì còn nhiều hơn thế. Because you have more than that. Vì trong sự cứu rỗi có sự chữa lành. Because you have. Và chữa lành miễn phí. It's for free. Như bà bác mẹ của thầy dự đó là bị cái dây thần kinh cột sống và nó làm mổ. Just like the lady. Mà nó mổ thì tốn tiền. She have to. Mà chưa chắc mổ là lành nữa. She need a surgery on the. Đôi khi mổ xong là nằm nó luôn. It costs a lot, but it doesn't mean. Nhưng mà Chúa mổ thì siêu nhiên. But God is the surgeon. Vô phòng mổ rồi phải gây mê. God do the surgery. Và mấy tiếng đồng hồ sau mới đi ra. No need time. Nhưng Chúa mổ thì bao lâu? God do it instantly. 30 giây. 30 seconds. 30 giây là xong. 30 seconds for healing. Mà thậm chí 3 giây là xong. Not that much. 3 seconds. Amen. Bởi vì chạm đến là được chữa lành. Because the hand he touch. Đó là quyền năng. This is the authority, the power. Cho nên thương bà chị em đừng bỏ uổng phí cái giá của sự cứu rỗi mà chúng ta đã có. So don't waste the gift that God gave you. Và đối với Chúa thì không có một cái căn bệnh nào mà Chúa đó là. And with God, nothing cannot be healed. Chỉ có một căn bệnh Chúa chữa không nổi. Only one thing that He cannot. Mà bạn biết bệnh gì không? What is that? Do you know that? Bệnh vô tính. Is un. Chúa trở về Nazareth mà Chúa không làm gì được hết. God back. Chúa ngạc nhiên về dân của Chúa. Dân ở đây tại sao họ không tin? His people did not believe in him. Trong Chúa chỉ có đặt tay chữa lành cho vài người thôi. God only lay hands and heal for some. Chắc là vài người đó lén lén tin. And some people they have faith but they didn't. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chữa lành một cách công khai. But our God he's healed publicly. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Jesus. Cô Yến là vợ của bác sĩ. Miss Yến here. Cô Yến nói rằng là để có lúc cô sẽ làm chứng. Cái này làm chứng luôn cô ha. Cô bị cánh tay trái hả? Tôi không ngủ thức dậy giờ lên không được. Nó đau nhức hết ở đây. Yeah, one day she wake up and she cannot move her left arm. Và cái tôi nhớ là cái ngày đó là ngày bắt em luôn hả cô? Is on her shoulder. Sau đó thì tôi chia sẻ cho cô cầu nguyện cho cô rồi sao cũng nhiều người cầu nguyện đó mà chỉ có tôi thôi. The pain is on her shoulder and when I pray for her. Nhưng mà tạ ơn Chúa cánh tay của cô đã giơ thẳng lên được. But after that, after the praying, hallelujah. She can raise her hands up. Cảm ơn Chúa, chào mừng chị em. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà Chúa trả giá cho chúng ta. The thing that the price has been paid. Là để tôi và chị em được tự do. So that we can be free. Trước đây chúng ta bị cầm buộc bởi tội lỗi và sự chết. Back in the time we are slavery to sin and. Chúng ta ở dưới cái quyền của ma quỷ. We are under his reign. Nó kêu đi bói là bói. Is it go this way? Nó kêu đi chùa là đi chùa. You go to pagoda. Nó kêu cúng dường là cúng dường. You have to offer me something. Nó kêu cúng nhà là cúng nhà. Offer your house. Tại vì cái nhà đối diện cái chùa. Because the house is right next to the pagoda. Nó kêu cúng con gà là cúng con gà. Give me your chicken. Nó kêu cúng con heo là cúng con heo. Give me the pig. Không có tiền cũng vay mượn để cúng. If you don't have money, make a loan and give me that. Và người ta không được tự do. And they've been controlled by the church. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. But when you accept in Jesus. Thì tất cả những giao ước cũ đó. All of that old covenant. Chúng ta có quyền được tự do hết. We are free from that. Chúng ta chỉ nói ra trước mặt Chúa Trời, trước đây con không biết con làm nô lệ cho nó nhưng bây giờ con được tự do. We just need to declare that I did know what trong I did before. Trong danh Jesus mình ra lệnh cho tất cả các quyền cai trị các thế lực rời khỏi. But now I have Jesus, everything that controlling me have been gone. Tôi có một người học trò. I have a student. Em này học khóa thứ hình như là thứ tư, thứ năm. See on the year of 25. Oh, I'm sorry. Và em chơi nhạc rất là giỏi. Four or five. This one is a great musician. Và em thường hay đi đến những cái nơi để mà chơi nhạc cho các hội thánh. And he been invited to play for many. Sau đó vì anh chơi nhạc giỏi cho nên nhiều cái tụ điểm vui chơi cũng mời em chơi luôn. And because of his talent. Rồi em chơi với BD luôn. Not only the church but also rồi the một ngày nọ thì bắt đầu em bị loạn thần. And one day he became. Em thấy có nhiều calling. Người rình em và muốn giết em. He's seeing many people. Mà cái điều đó càng ngày càng gia tăng hơn. He's seeing many people try to assassinate him. Và em trở nên bị hoang tưởng và mất ngủ. And he have some illusion in his và life. Dần dần em cởi quần áo đi ngoài đường luôn.
And the worst is he been on the street naked. Lúc đó chúng tôi cầu nguyện kiêng ăn đủ kiểu hết. We pray and fasting for this. Không xảy, không có một cái gì xảy ra. There's nothing been healed. Càng cầu nguyện em nó càng nặng hơn. The more we pray, the more illusion here. Cuối cùng bằng cách là chúng tôi đưa vào trong bệnh viện tâm thần. And we have to take him to the hospital. Gia đình đã đưa vào đó và phải trói tay chân em lại. He has to be in an asylum. Mà bắt đầu tiêm thuốc ngủ cho em. Give him some medicine. Được khoảng một tuần lễ chúng tôi xuống thăm. About a week after that. Và tôi nhìn thấy em tôi thấy thương quá. I see him and I cry. Khi hỏi em ăn cơm chưa? I asked her or him that. Thì em bắt đầu nhìn. I look around. Như là cái gì slow motion. Just like he on slow motion mode. Em ăn cơm rồi. Lúc đó là chiếc máy bay nó bay được mấy cây số rồi. Yeah. When he finished his sentence, the time is half day. Và chúng tôi kêu ba của em ra ngoài để nói chuyện. And we speak privately ông, with his ông writer. Đau khổ vì cớ như vậy. Tại sao con mình học lời Chúa mà tại sao nó như vậy? He suffered and he asked, he is a Christian, why he have to deal with this? Tôi nói đơn giản lắm, tại vì lúc chưa học lời Chúa là nó vẫn còn bị cầm buộc, nó bị cầm buộc. I explained to him, he have some old conversion. Nó đã bị cầm buộc rồi nhưng ma quỷ chưa có lộ diện. And he's had cho nên khi học lời Chúa bắt đầu ma quỷ nó đòi. And when he take a Bible lesson, the devil came out. Sau khi nằm viện đâu khoảng được 2 tuần thì cho ra. When he in the hospital about for 2 weeks. Thì em trở lại trạng thái bình thường. He back to normal. Chỉ có một cái là chậm hơn người ta mấy nhịp thôi. He always in slow motion mode. Và một thời gian nữa, cái lại trở lại nữa. And the disease came. Lần này nặng hơn. And this time is worse. Không phải cởi chuồng như ngoài đường. Not naked on the street. Mà leo cây dừa ngồi chảnh. But naked on a tree. Và lại đưa vô bệnh viện nữa. And he have to be taken. Lần thứ hai chúng tôi vào đó thăm. The second time. Và cái miệng em liên tục nói như thế này. And he speak continuously. Tiêu mày rồi. Your life is done. Your life is done. Tôi nói em không được đừng nói lời tiêu cực. He just keep repeating that. Tiêu mày rồi. Your cứ tiêu mày done. Rồi. Your life is done. Và chúng tôi cũng cầu nguyện. And we pray. Sao lại trở về? And we came back again. Một ngày nào tự nhiên ba em gọi được cho tôi. Ba em cũng học trường Kinh Thánh. One day his father called us. Ba em gọi cho tôi nói rằng thầy ơi, con tôi nó muốn lên thăm thầy. And he said my son want to visit. Ủa, tôi mừng quá chừng luôn. And nói, cho lên. And he said just come. Và thế là em lên. And he come. Và trong tôi bắt đầu tôi nhìn cái mặt của em, tôi thấy cái mặt của em nó kỳ quá. And when I saw him, I see there's something different. Nó cũng chào, cũng ngồi, cũng hỏi, cái đủ thứ. Rồi tôi ngồi, tôi chia sẻ lời Chúa. He acting very normal, but I see there's something different in him. Tôi chia sẻ rất nhiều. I spread the gospel, teaching with him very much. Kết thúc tôi hỏi em hiểu được gì không? And the ending, I said, do you understand what I said? Em mới trả lời rằng. And he said, tiêu mày rồi. You will be dead. Your life is done. Tôi nói thôi được thôi, giờ ở lại nghỉ ngơi đi. Okay, so I didn't care to that. I said, mở Kinh Thánh, tôi mở Kinh Thánh, mở nhạc bủa vậy luôn. Just stay here for one. Chà tấn luôn. And that night I chỗ nào cũng có nhạc Chúa mở vậy đó. I turned everything that related to the Christian. Ba em cũng ở đó với chúng tôi. And he stayed there with us. Tới qua ngày thứ ba. Third day. Tôi mới ngồi, tôi pha bình trà, ngồi uống ông với lại thằng con. I make some tea with and drink with his father. Đang lúc him. Uống trà thì tự nhiên Chúa Thánh Linh cho tôi một câu hỏi. And in the middle of that, God gave me an. Tôi hỏi ông một câu hỏi rằng. Là cái căn nhà mà nơi gia đình ông đang ở là của ai vậy? The house that you're staying, who thì ông mới kể to. Ra đây là nhà đất đai của ông bà tổ tiên bên vợ tôi để lại. And he said that this is the house from my wife. Mà ba vợ của tôi không có tin Chúa. And my father-in-law did not believe in God. Ông mới nói một câu là bây giờ đứa nào mà ở căn nhà này là phải làm cái gì cái nhà thờ cho gia tộc. And the father-in-law said if whoever stay in this house have to using it for pagoda. Thì bà quyết định là không nhận. And the wife didn't want to. Thì người chú thứ tư nhận. The fourth uncle take. Sau đó thì ông chú thứ tư cũng chết luôn. And when the fourth uncle is passed away. Thì cuối cùng phải sang cái tên đó cho bà. This father had to. Nhưng take. Mà bà không có thờ hương quả. The father had to take over the house. Tôi nói đây chính là mấu chốt. And I said this is the key. Tôi kêu ông bây giờ đưa con trở về đi. Bring your son back home. Rồi tôi sẽ cử người đến cầu nguyện được Chúa lành ngay thôi. I will send people to your house and pray. Thì ông trở về thì tôi cử một người đến. When he home, I send another person with him. Thì bước vào nhà gặp nó. Go to the house, go into the house and see him. Ngóc cái mặt cái. He shows his face up. Nó đi chỗ khác. He leave. Ba nói con mục sư tới sao con không chào? And the father said, pastor came for you and you did not stay for him. Thế mục sư nói, đừng lo, một chút xíu nó quay lại chào tôi. And pastor said, don't worry, he will be back. Thế là hướng dẫn cho ông cầu nguyện vì trước đây con đã nhận cái mảnh đất này với cái lời của ba vợ là làm cái nhà hương quả nhưng mà con đã không làm. So that the pastor guided the father to pray. Bây giờ con là người tin Chúa Giêsu. Speak like this. I am con the one believing in Jesus. In the name of Jesus. Con hủy cái lời giao ước của ông ngoại con. I destroy the cross của ba vợ của con. Of my father-in-law. Không còn hiệu lực nữa.
nothing on this house. Anh đang biết điều gì xảy ra không? You know what happened? 5 phút sau. 5 minutes. Nó bưng trái dừa vô. The son bring the coconuts in. Mục sư uống dừa nha, mục sư. And he said, you want to drink some coconut? Và được tự do đến ngày hôm nay. Hallelujah. He been free. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ em mở hai cái trường dạy nhạc ở dưới miền Tây. Now he have two school of teaching music. Dưới em là cả trăm học sinh em dạy. There's 100 students. Cho nên đây là một điều kỳ diệu. Chúa chẳng những Chúa trả giá cho ba mẹ tội lỗi nhưng mà trả cho ta được tự do. And this is the salvation. Và tôi tin nói với anh chị em rằng nếu anh chị em còn mắc nợ với ma quỷ trước đây. So if you have any debt with không cần phải trả cho nó đâu. You don't have to pay for him. Ví dụ giả sử chúng ta hứa cúng con heo. For example, we promised to nhưng mà chúng ta chưa cúng. Pig, but we did not do it yet. Nó đòi. And he asked for that. Bây giờ mình cúng không? We will not give him. Không cần phải cúng. Give him nothing. Mình sẽ làm gì ạ? What will we do? Chúa Giêsu đã trả xong rồi. One thing. Chỉ cần hỏi rằng ngài Chúa tôn biết. Jesus already paid for me. Tôi hứa cúng heo. I don't need to pay for you. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã trả cho tôi rồi. Everything is done. Cho nên tự do. I'm free from your control. Amen. Amen. Hallelujah. À, cô Hân đâu này đứng lên cho thám biết. Đây, chồng của cô Hân, hai vợ chồng đi coi bói và sau đó thầy bói kêu cúng con vịt khi mà làm cái ao vuông tôm nuôi tôm. Yeah, Miss Hân here. Con vịt hay cặp vịt? Cặp vịt. She been in with the witchcraft and she have she been ordered to offer. Nhưng mà khi mà làm tôm không trúng thì thấy là không cúng luôn. And she did not do as commanded. Sau đó tin Chúa. And when she believed in God. Trong một lần kia giải lời Chúa. Just one time she learned God. Tự nhiên chồng của cô Hân bị một cái tình trạng là bị nấc cục. À, xin lỗi, bị gì? Bị giật cái bụng. And her husband. Lúc đó đang dạy cái môn chương trình show về giải cứu. And right. Cái bụng nó giật mà giật. At that moment we learning about salvation. Giật mạnh đến nỗi lần rồi, cái để cái thằng này giang cái tay mình lên luôn. And he. Và nó có cả cô Hân ở đây, có vợ tôi đây. His cup. Chúng tôi cầu nguyện từ đâu khoảng 9 giờ tối cho đến 12 giờ không có gì xảy ra hết. We pray for. Nó giảm đường chút, họ giật bắt. Mà mỗi lần giật như vậy thì chồng cô Hân nói rằng là đau quá thầy ơi, đau quá, chắc em chết quá thầy ơi. He hiccup that he even pain in his stomach. Và chúng tôi không biết nó có lý do gì, chắc chắn nó có lý do mà không biết là cái gì. But we pray but we didn't know what's the reason of it. Thế là tôi nói bây giờ mày không đuổi nữa, không có đuổi quỷ nữa. So I say, no. Bây giờ cầu nguyện để Chúa bày tỏ. Now praying for answer. Khi cầu nguyện thì như tôi thấy là mấy cái đầu của ông thầy chùa bay qua bay lại, bay qua bay lại. When we pray I see some skull. À xin lỗi, cô Hân thấy. Cô Hân thấy. Cô Hân thấy, thầy ơi, em thấy là có cái mấy động thầy chủ bay qua bay lại. And Miss Hân already see, thì ngay lúc đó, trong cái ơn tiên tri Chúa cho tôi, là tôi hỏi rằng là, có phải trên đầu đã từng vẽ chữ bùa không? I asked her, did you draw something of witchcraft on your head? Trong Hân nói là ngày xưa em lấy đò. He said, cho nên xin bùa hộ mạng đó, đội lên cái nón kết á. Rồi đội lên như này. So I do have some spell on đang lái, không cho bị đụng. Like the spell for did not crash. Rồi bắt đầu cầu nguyện cái vấn đề đó. So we pray for that. Cầu nguyện xong cái nó giảm. After we pray. Mừng lắm. The hiccup is gone. Nhưng mà nó cũng còn giật. Hồi nãy là một phút nó giật chắc 60 lần. Thì bây giờ nó giật còn 30 lần. It not gone completely but nó giảm 50%. But it only reduced. Khi đang cầu nguyện nữa thì như Chúa cho tôi thấy cái đầu con vịt. And we continue. Cái đầu con vịt nó bay qua bay lại bay lại. Nó nói sao nó có con vịt ở đây, tôi thấy cái đầu con vịt. And we begin to see some duck flying around. Thì lúc đó mới cùng nói rằng là hồi đúng rồi, hồi trước mình hứa mình cũng có cặp vịt đó anh. And she said, oh, I remember. Hỏi tôi cúng không? We did, we không, tại vì làm không có trúng mông vuông tôm cho nên không có cúng. But we was commanded to offer some duck, but we didn't. Nói mấy cái thằng gọi là Satan này nó lạ lắm. You see, that's the trap. Hứa cái là dính với nó liền à. That's the strategy of Satan. Đúng là trúng mùa thì mới cúng phải không? He will keep you for your promise. Này không trúng mùa nó cũng bắt ta cúng nữa. Mà không cúng là nó theo. Và tôi hướng dẫn cho hai vợ chồng công bố điều đó đây. So I guide them to complete declare that. Và tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã trả xong cái nợ này rồi. They declare that the debt have been paid. Em được tự do ngay bây giờ. I've been free at that moment. Cái bụng nó đang giật bắt. And hiccup. Không, không, thấp hơn chút. Bắt đầu nó giảm dần. Reduce. Giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần. Và biến mất. And it's gone. Hallelujah. Được tự do hoàn toàn. Been free absolutely. Cảm ơn Chúa ông bà chị em. Thank God for that. Ông bà chị em có muốn bị cầm buộc không, là muốn được tự do? Do you want to be controlled? Đừng giấu cái gì với Chúa hết. Don't hide anything. Nói ra với Chúa không có phải là bị mình bị cầm tội, gọi là mình bị định tội. Speak out so that you won't be judged. Nhưng nói ra để chúng ta được tự do. Speak out for freedom. Điều thứ tư đó là Chúa trả giá để chúng ta được bảo vệ. The fourth thing, God pay the price so that trước đây chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải coi bói, coi ngày, coi giờ. Every time we go, we have to say, does this the right time to go? Mùng năm 14/23 thì không ra đường. Yeah, maybe some day that we specifically didn't go out. Còn nếu đi ra đường á thì cầm cái cây thảy lên coi đi hướng nào.
cái mũi chỉ hướng nào thì mình đi về hướng đó. Maybe we toss the coin to know which way we should go. Nếu mà lại thấy nó quay vô thì thôi đi vô nhà luôn. If the coin turns in your house, you stay home. Mà mới vừa bước ra ngõ mà nhìn thấy người đàn bà có bầu giống như là cô Mai đây. Bây giờ vậy, you seven and a half. Thôi trở về cho nó lành. And you came back. Nhưng mà khi ta tin nhận Chúa thì Chúa nói là chúng ta được tự do, không còn giữ ngày tháng mùa năm nữa. But when you are free, vì tất cả ngày là ngày của Chúa. Every day is a peaceful. Chúng ta đi công việc của Chúa là cứ đi. We just go. Chúng ta được tự do ngày nào cất nhà cũng được. We just go and ngày nào làm đám cưới cũng được. We can do everything we want. Ngày nào sanh con cũng được. Don't need to be. Tới lúc nó phải sanh là nó sanh, không cần phải mổ lấy nó ra. Just need to born and do everything normally as well. Người ta phải mổ ra để lấy cho đúng cái giờ cái ngày chờ tới cái nó dặn cái người mà bác sĩ mổ cái bụng á. Là dặn chừng nào, đợi đúng cái bon cái là móc ra nha. We have to. Nhưng mà có phải như vậy để cho cái đứa con nó được cuộc đời nó tốt không? Không. But there's nothing to be. Cuộc đời tốt hay là không không phải do con người có thể định đó. We cannot control the luck of our nhưng life. Mà do Đức Chúa Trời đã định. But by the plan Chúa giới hạn chỗ ở cho là người để con người biết tìm kiếm Đức Chúa Trời. God limit ourselves so that we can. Cho nên chúng ta được bảo vệ 100%. Therefore we've been protected 100%. Kể cả ông bà chị em chưa cầu nguyện để xin Chúa bảo vệ thì Chúa có bảo vệ không? Even though you haven't asked Ngài for cũng it, bảo vệ chúng God ta. Already gave you that. Nhưng có lúc Chúa chúng ta bị hoạn nạn. But sometimes we have nhưng mà hoạn nạn đó không phải là do tội lỗi của chúng ta gì cả. We have issue and problem in our life, but nhưng bị hoạn nạn có thể là vì danh của Chúa. But if ví dụ trường hợp như Etienne, it is for the name of Paulo, Jesus, like Paul, hoặc là Giăng, John. Trong khi tất cả những người bị hoạn nạn đó, all of them have problems. Có người được giải cứu, some of them were nhưng có người chết. Some people was death. Những môn đồ theo Chúa có người thì sống cho tới già. The apostles, some of them is nhưng có người thì chém đầu như là giặc cớ. But some of them is being executed. Điều đó không quan trọng. It doesn't matter. Quan trọng là chúng ta có vé lên. The point is you are holding the ticket of heaven. Và nếu còn sống thì làm công việc Chúa. If you still living on this earth, do the God. Amen. Nếu còn sống thì thờ phượng Chúa. Worship God. Mở vang vương quốc của Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với chị em, Ngài trả giá để cho chúng ta được phước. And the last thing, He paid the price of that. We are blessing. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã gánh sự rủa xả thay chúng ta. He take the bondage for us. Và thông qua Chúa Giêsu Christ mà tất cả những phước hạnh của Đức Chúa Trời hứa cho Abraham đều được. Cho nên cái phước hạnh mà Chúa Ngài hứa trong Kinh Thánh, so every bless in Bible, là tôi và bà chị em được quyền để nhận. We have the right to take it. Đừng khiêm tốn. Don't humble for that. Đừng khiêm tốn về điều này. Don't humble on your blessing. Có nhiều người tin Chúa rồi. Some people believe in God instead. Nhưng mà cầu nguyện như thế này. They pray like this. Chúa ơi, Ngài cho con nghèo nhưng mà sạch, mà rách thì cho thơm. God, I'm poor, I don't care. Có một ông kia. There's a man. Ở tại Lộc Giang. Ở Lộc Giang. At Lộc Giang. Trước khi ông tin Chúa, before he became a Christian, ông sống ở Campuchia. He was in Cambodia. Thì trong một ngày kia ông mới ra giữa trời, ông quỳ gối, ông đưa tay lên trời như thế này. One day he came on the ground and he lay him on his knee and he prayed to the Lord. Ông mới nói như thế này, nếu có trời thật, he said if you are there is God, thì xin ban phước cho mọi người, còn tôi sẽ hưởng cái nghèo. Just blessing every single person except. Và đối ông nghĩ như vậy đó là ông giống như là quân tử. Just like he take the sacrifice for everything. Sau đó thì về Việt Nam và ông tin Chúa. And but when he came back to Vietnam and he became a Christian. Ông học khóa đầu tiên của trường Thánh IVDA. He learned the first. He was the first person. Mà ông phải vay ngân hàng là 75 triệu để mà nuôi dê. And he take loan of 75 million to do some business. Thì sau khi học thì ông mới dẫn chúng tôi lên trên nhà ông để mà chúng tôi thăm. When we take a visit. Và ông nhờ tôi cầu nguyện cho cái chuồng dê của ông. He asked us to pray for his business. Và tôi bước vô cái nhà của ông thì tôi nói ông bà chị em là cái chỗ nào nó cũng mục nát hết. But when I came to his house, every single ngồi ở trong nhà có thể nhìn thấy sao? If you stay in the house and you see the và nếu mưa xuống thì chỉ có cái chỗ nằm ngủ của ông với bà là con không bị dột thôi, còn tất cả đều dột hết. When it rained, only his bed did not wet. Và chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho ông. And we pray for his to. Nhưng mà cầu nguyện thì khoảng 2 tuần sau ông gọi cho tôi, thầy ơi, mục sư ơi, mà mục sư có lên trên đây không? Two weeks later, he called, will you come to my house? Tôi hỏi làm gì? And I asked, mời tôi có làm thịt dê. I have some party. À, để tôi gửi mục sư dê để ăn. I give you some meat. Thế là tôi cũng mừng, tôi nói ồ cảm ơn Chúa rồi, tôi nhận. Ở đây mà tôi nhận thịt dê về, mình nhận dê toàn là xương không à. When I receive his gift, tại vì dê nó ốm quá. The goat he sent me is very thì thôi cũng nấu ăn. But we still cook it. 2 tuần sau cái ông gọi lên, alo mục sư ơi, có lên đây không? 2 weeks later, tôi hỏi làm gì? Dạ, tôi mời mục sư ăn thịt dê. Same story. Tôi mới làm con dê nữa. Tôi nói ok được. Same story happened after 2 weeks. Khoảng tuần nữa ông mới gọi cho tôi. Alo mục sư. And the third time is only 1 week later. Tôi hỏi thịt dê hả? Yes, you give me some meat again. Ông nói sao mục sư biết? Hey, yes, how did you know? Tôi đứng ở đây mà tôi nghe cái mùi dê chả đó. Tôi con còn về mới chết.
Và anh chị em biết không, nuôi dê nó cứ chết tuần, chết 2-3 ngày, chết tuần, chết 2-3 ngày, chết liên tục. Thì khi mà đến, khi mà tôi lên đó còn có mười mấy con thôi, mặc dù nuôi cả mấy cả trăm con. He raised hundreds of goats in his farm, but it keep dying every day. Thì trong lúc tôi dạy cái môn học về giải cứu này, and when he learning the rescue lesson, tôi mới nói về cái lời nói. I teach him about the word. Thì sau khi dạy xong, ông nói, mục sư, cho tôi làm chứng. I have a testimony. Dạ, tôi là tội đồ đây. I am a sinner. Hồi đó tôi nghĩ tôi là anh hùng. I think I was. Nhưng bây giờ qua lời Chúa, tôi là tội đồ. But with God, I am a sinner right now. Là như thế nào? I say, ngày xưa tôi nói rằng tất cả mọi người giàu, nếu có trời tất cả mọi người giàu, còn tôi nghèo. I was at that. Đổ hết cái nghèo về tôi đi. Let everybody. Cho nên cả cái vùng đó ông là bằng nghèo, phải nói là nghèo rất mồm tơi mà không có mồm tơi để rớt. Let everybody rich, but I'm. Ở đây có ai biết mục sư Nguyễn Công Lý không? Cô Trà My biết, cô Liên biết. Cô Liên có tới nhà mục sư chưa? Nhà lúc đó là cất nhà chưa? Cất rồi. Thì khi ông bà cho em biết, khi mà cầu nguyện xưng, ổng xưng ra, ổng khóc nước mắt, nó mũi chảy loàn thoàn. Chú ơi, con dại quá, ngày xưa con đã tự nhiên ôm hết cái nghèo vô chị. When he cried and he declares out the sin that he made back in the day. Và cầu nguyện xong. After the prayer. Một tháng sau. One month later. Ông gọi cho tôi. He called me. Tôi nói, thịt dê nữa hả? And that, you give me some meat again. Ông nói, không có dê. Không có dê. Okay, no, not this time. Mục sư lên cầu nguyện, tôi cất nhà. Come for, pray for my house. Tôi nói, cái gì? I said, what? Dạ, cất nhà. Yeah, I build my own house. Mục sư lên đi, lạ lắm. Just come and I will show you. Lên để mà đặt cái viên đá đầu tiên. He asked me to put the first stone of và my house. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho gia đình của ông một cách kỳ diệu. And God blessing him with prosperity. Mà có một điều rất là thí thú chỗ này. Khi ông đi ra ở cái chỗ mà người ta bán vật liệu xây dựng á. When he came to the place they're selling. Ông kêu là material. Tôi mua vật liệu xây dựng để xây nhà. He said, I buy some stuff to build my house. Ông xây nhà hả? I said, how? Có tiền không? The one that sell the material said, có chứ. Do you have the money? Thế là ông lấy ra tiền để mà ông đặt cọc. And he take out cash. Thì người ta nhận cọc rồi. Ông trở về, ông chuẩn bị để kêu tôi lên để cầu nguyện để xây nhà. And when I came for the praying. Nhưng tôi chuẩn bị lên thì ông nói, mục sư ơi, thôi đừng lên. When I on the way, he said, you don't vậy? Why? Người ta trả tiền cọc lại rồi. Yeah, they gave me back my money. Ủa sao kỳ vậy? Why? Người ta nhìn tôi, người ta nói ông không đủ tiền trả đâu, thôi tôi không lấy cọc. Không bán cho ông luôn. The seller said, you don't have the money, so I won't take your deposit. Thế là rồi, thôi được, tôi không lên. And I said, okay, I won't. Tới chiều, cái ông alo, mục sư ơi, có gì nữa? On the afternoon. Yeah, một ngày mai mục sư lên cầu nguyện, tôi xây nhà. Can you come tomorrow? Tại vì tôi đi cách đó một cây số nữa, cái chỗ kia người ta nhận cọc rồi. There's some place that already. Thế người ta sợ là nếu đổ vật tư cho ông thì ông không thể nào trả tiền nổi. Some project they. Mà cái nhà xây xong mà không có trả tiền nổi thì sao? Some project they afraid that they don't have money to pay for them. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chu cấp cho ông. But God blessing me. Qua đứa con của ông. Through my son. Nó làm một cái luồng án. Through my children. Và người ta ký một đồng rất là cao. He have a. Người ta thưởng cho nó rất là nhiều tiền. And he earn money from. Rồi sau đó là nó cho tiền cho ông bắt đầu xây nhà. The children. Và sau đó khu vực đó nhà ông là nhà đẹp nhất, cao nhất. And in the. Hallelujah. He is the greatest house. Chúa ngài trả giá để tôi và chị em được giàu. God paid the price so that we are being rich. Tin Chúa không phải để giàu. We did not believe God. Nhưng mà tin Chúa có sự cứu rỗi và có giàu có ở trong đó. But you will be rich if you believe in. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho con. So ask God to bless cho you. Cho gia đình của con. For your family. Cho con gái của con. For your children. Trước đây tôi hay nghĩ rằng tôi phải đi xe cũ. Back in the day, I think that I have to. Bởi vì đi xe cũ nó mới khiêm nhường. Because I think that is humble. Nhưng mà đi xe cũ nó hơi ngoài à. But they keep broken down. Cho nên bây giờ không đi xe cũ nữa. So no more old stuff, no more second hand. Đức Chúa Trời sẽ ban phước tùy theo đức tin của toàn bà chị em trong lời của Ngài nữa. God will blessing you through your. Nếu chúng ta tin rằng Chúa đã trả xong nợ cho tôi và bà chị em. If you have the faith on God paying all the price for you. Thì toàn bà chị em có quyền trả, có quyền tuyên bố rằng gì tôi không còn mắc nợ nữa. You have the right to declare it out. Nhưng nếu đang mượn nợ ai nhớ trả dùm. But remember to pay your debt though. Amen. Nhưng mà nợ tội lỗi không còn nữa. But the debt of sin nợ is no more. Nợ xã không còn nữa. The debt of curse is no more. Và sự giàu có của thiên đàng bắt đầu đến trên đời sống and tôi. Prosperity will come upon sự you. Bình an, vui mừng và sự đắc thắng của Ngài dành cho tôi. Peaceful and protection and blessing will be. Sự tự do và sự chữa lành của Ngài dành cho tôi và chị em. Freedom and healing. Hãy liên tục tuyên bố như thế. Continue to declare. Vì chúng ta được ở trong Chúa Giêsu. When we in Jesus Christ. Là đấng trả xong nợ tội. He pay everything. Xin chúc bạn phúc cho tất cả quý bà chị em. May God bless you. Tôi xin mời ban nhạc bước lên. Chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa lại bài hát số 2 hồi nãy mình hát. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.